Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Sau phiên đạp rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư ra khỏi thị trường trong mấy phiên gần đây, và đặc biệt là phiên ngày hôm qua và phiên sáng nay, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư bị rũ ra khỏi thị trường. Vừa mới bán cắt lỗ xong thì thị trường quay đầu hồi phục. Khi mà sáng nay có những lúc chỉ số VNX nó tiếp tục nó giảm, có lúc nó về vùng 1017 điểm. Nhưng sau đó thì sang đến phiên buổi chiều, sau khi chỉ số phái sinh nó tạo đáy, quay về vùng 1013 điểm và nó rút chân hồi phục bật tăng rất mạnh đi lên, đã giúp cho hầu hết các cổ phiếu trên thị trường trong phiên ngày hôm nay nó có một phiên hồi phục tương đối tích cực, từ nhóm dòng chứng khoán đến nhóm dòng thép hay ngân hàng hay bất động sản. Mà anh chị em có thể thấy là rất nhiều cổ phiếu hiện tại nó đang khỏe hơn thị trường. Ví dụ nhóm dòng chứng khoán, có những cổ phiếu nó tăng đến 5%, 4% như thằng HCM, như FTS hay CTS, hay những cổ phiếu trụ như SSI hay VND nó cũng tăng từ 3 đến gần 3%. Hay như là kể cả nhóm dòng thép cũng vậy, với những cổ phiếu như Hòa Phát, Hoa Sen hay Nam Kim cũng bật tăng rất mạnh. Và nhóm dòng ngân hàng hay bất động sản cũng có những cổ phiếu nó hồi phục trở lại rất tích cực. Ví dụ như những cổ phiếu như đất xanh, như đích. Mà hôm vừa rồi mình có mua một ít thằng đích và đất xanh, mua thằng đích ở 11.85 và cũng trải qua các giai đoạn từ lãi khoảng 2-3% đến lỗ khoảng 1% như trong phiên ngày hôm qua, hay là sáng nay thì có lỗ một chút. Nhưng mà đến phiên chiều thì cổ phiếu này nó bật tăng rất tích cực với thằng đất xanh và thằng đích. Tuy là cùng một cổ phiếu nhưng mà có những anh chị em mua vào ở cái giá nó cao quá, rủi ro vị thế nó cao quá, nên có thể anh chị em sẽ bị rũ ra khỏi thị trường. Nhưng mà ở cái vị thế của mình mua được giá tốt hơn thì mình mới gồng được. Thị trường nó giảm như vậy, nó không ảnh hưởng, gần như là không ảnh hưởng gì đến vị thế của mình đang nắm giữ cả. Với những cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán hay là bất động sản, mà ở giai đoạn hiện tại mình đang ưu tiên rất nhiều, rất là ưu tiên hai nhóm cổ phiếu này, kể từ khi ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tái cấu trúc và trả nợ, và cái nghị định 08 được ban hành. Cũng như ở trong phiên ngày hôm nay thì một số cổ phiếu ở dòng đầu tư công nó tăng rất mạnh, thậm chí là tăng trần, như thằng KSB thì hôm nay tăng rất mạnh, tăng trần luôn. Sau thông tin về Thủ tướng Chính phủ ban hành cái nghị quyết là kêu gọi các doanh nghiệp ưu tiên trong việc giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo cho nguồn vốn tín dụng trong hoạt động xây dựng các công trình đầu tư công, xây dựng đường xá được thuận lợi, tránh những vướng mắc làm chậm tiến độ, thì phiên ngày hôm nay thằng KSB nó cũng có một phiên nó tăng rất mạnh. Hôm qua thì mình có cái nhận định là vì lúc đó thị trường nó cũng khá là xấu, mình cũng có nhận định là trong cái trường hợp là thị trường nó tiếp tục nó rủi ro thì khả năng là thằng KSB nó sẽ tiếp tục nó giảm, và có thể nó sẽ giảm về vùng đường MA 50 ngày là vùng 23.7, 23.8. Nhưng mà sang đến phiên ngày hôm nay nó mở gap nó tăng trần luôn, để chúng ta thấy được rằng nhiều khi những cổ phiếu này nó điên ra sao, đúng không anh chị em? Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, kết phiên thị trường nó đóng cửa mức 1032,43 điểm, tương ứng với tỷ lệ tăng là 0,91%, và kết phiên được xác nhận là một phiên rút chân rất đẹp của thị trường chúng ta. Và phiên ngày hôm nay thanh khoản thị trường nó đạt 474 triệu cổ phiếu với giá trị là khoảng 8.300 tỷ đồng. Thị trường hồi, thanh khoản không tăng nhiều. Đây là một tín hiệu tương đối tích cực để cho thấy là nhiều nhà đầu tư đã bị rũ ra khỏi thị trường và chưa dám quay lại, cũng như là một phần nhà đầu tư đang chờ thị trường nó thủng 1.000, lúc đó mới canh để mua. Và phiên ngày hôm nay, thị trường chúng ta nó có 279 cổ phiếu nó tăng điểm và chỉ có khoảng 109 cổ phiếu nó giảm thôi. Với dòng tiền khối ngoại tiếp tục quay trở lại mua dòng sau hơn chục phiên mua dòng trước đó, và phiên ngày hôm nay quay lại mua dòng khoảng 113 tỷ và tập trung vào các cổ phiếu thuộc dòng thép, Vinhome hay chứng khoán. Nguyên cả dòng nhà Vingroup là hôm nay là được mua dòng vào này. Từ Vinhome đến VRE này, đến VIX là hôm nay cũng được mua dòng này. Anh chị em nào mà xem video hôm qua của mình có chia sẻ về thằng Vietcombank, mình đánh giá về kịch bản cổ phiếu này, khả năng phiên ngày hôm nay nó hồi phục rất cao để trả điểm phiên ngày hôm qua. Có những lúc nó còn tăng điểm so với cái phiên giảm ngày hôm qua, nhưng mà đến kết phiên thì lại quay đầu nó giảm một chút. Cho đến 14:29 cổ phiếu này nó vẫn tăng điểm nhé, nó vẫn tăng lên vùng 89,9 nghìn một cổ phiếu,
Nhưng mà đến phiên ATC thì nó bị đạp với có 147.000 cổ phiếu, mà nó đạp giảm 3 giá liền. Trước phiên ATC nó còn tăng so với cái mức giảm ngày hôm qua, nhưng mà trong phiên ATC thôi thì nó bị giảm 3,45%. Để giữ cho chỉ số thị trường chung nó không bị tăng cao quá, thì đây có thể là những cái kịch bản, những cái kế hoạch trước đó của giới tạo lập rồi. Nhưng mà anh chị em có thể nhận thấy là những cổ phiếu này mới phiên hôm trước thôi nó giảm rất mạnh, nhưng mà ngay sau đó thì nó quay về cái vùng hỗ trợ khá là cứng bên dưới. Đây là mình chỉ xét trên cái tín hiệu kỹ thuật thôi, thì khả năng nó phục hồi rất là cao. Ngoài ra còn có kịch bản là một vài phiên tới nó sẽ quay lại về đường MA 50 ngày cơ. Thì khi những cổ phiếu này nó hồi phục, nó tạo cái dấu ấn cho thị trường khá là mạnh, và thị trường cũng bớt áp lực hơn anh chị em nhé. Và phiên ngày hôm nay thì tác động lên thị trường ở chiều giảm thì chỉ có thằng Masan, là Sabeco hay HD Bank hay Vietjet thôi, sau một vài thông tin lùm xùm của chị Thảo, nhưng mà chưa có nguồn tin chính thống nên chưa thể chắc chắn được. Và giúp sức cho thị trường ở phiên ngày hôm nay chắc chắn phải kể đến đó là anh Vinhome. Sau phiên giảm ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay đã có thêm những cái tín hiệu phục hồi rất là mạnh. Cổ phiếu này anh chị em nào mà thích chúng ta còn đánh được nhé. Nhưng mà nó đã xác nhận xong cái mẫu hình vai đầu vai ngược. Mà ở giai đoạn hiện tại mình cũng đang đánh giá một số cổ phiếu ở dòng bất động sản, thì lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết để anh chị em có thể nắm bắt được cơ hội trong những phiên sắp tới, nếu như mấy phiên gần đây đã rơi rụng hết hàng ra khỏi thị trường rồi hay là vẫn đang cầm tiền mặt chưa biết mua cổ phiếu nào anh chị em nhé. Thì đấy là đối với kịch bản của thị trường chúng ta. Trước hết thì mình sẽ đi vào phân tích tình hình thị trường chung cũng như là kịch bản thị trường trong những phiên gần đây cũng như là những phiên sắp tới, để anh chị em có thể kịp thời nắm bắt thông tin và có thêm những cái góc nhìn để đưa ra những lựa chọn làm sao chính xác nhất để kỳ vọng đem về những khoản lợi nhuận, mà nếu như thị trường rủi ro thì hạn chế được những rủi ro như trong những phiên vừa qua anh chị em nhé. Sau cái phiên hồi phục rất mạnh ngày hôm nay và quay về vùng hỗ trợ của ngày mùng 1 tháng 3 thì đến kết phiên thị trường nó đã có cái tín hiệu nó tăng từ vùng giá thấp nhất đến vùng giá đóng cửa phiên ngày hôm nay là khoảng 15 điểm. Với sự góp sức từ rất nhiều các cổ phiếu trên thị trường thì mình đánh giá đây là một phiên rất tích cực của thị trường của chúng ta, và cái kịch bản thị trường nó tạo thành cái những phiên spring theo phương pháp VSA mà mình có đào tạo. Thì đến nay tuy nó không thể quay về được cái vùng đúng như là vùng 1010 như cái kịch bản mình đưa ra đâu, vì nhiều khi nó phải có cái xác suất là khoảng cộng trừ 5-10 điểm là chuyện bình thường. Vì khi gặp cái vùng hỗ trợ này, nhà đầu tư nhanh chóng giải ngân để kéo các cổ phiếu hồi phục lên rồi. Thì kết phiên ngày hôm nay, tuy thị trường nó chưa thực sự xác nhận là thời gian tới liệu có hình thành xong cái mẫu hình gãy nền rũ và đem lại những cơ hội cho anh chị em trong thời gian tới hay không. Nhưng mà mình đánh giá ở phiên ngày hôm nay thị trường nó rất tích cực rồi. Với một phiên hồi phục như ngày hôm nay thì khả năng rất cao là phiên ngày mai chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục là một phiên tăng mạnh, có thể sẽ vượt qua ngay đường MA 20 ngày ở vùng 1044 nếu như dòng tiền lực cầu tham gia mạnh mẽ quay trở lại thị trường sau những tín hiệu ở thời điểm hiện tại của thị trường châu Âu. Mình đánh giá thị trường châu Âu trước, sau những lùm xùm, sau những tín hiệu tiêu cực từ ngân hàng thứ hai Thụy Sĩ, ngân hàng Credit Suisse, đã khiến cho thị trường chứng khoán châu Âu nó liên tiếp là những phiên điều chỉnh giảm mạnh trong những phiên vừa qua. Thì đến phiên ngày hôm nay, hiện tại chứng khoán châu Âu đang được giao dịch, đang real time luôn đấy, và chỉ số DAX của Đức nó đang tăng khoảng 1,37%, và UK của Anh, UK 100 thì nó đã tăng 1,21% sau phiên rút chân hồi phục ngày hôm qua mà trong video hôm qua mình cũng có chia sẻ với anh chị em. Cũng như là chứng khoán chỉ số Hang Seng hôm nay cũng rút chân, cũng tăng. Hay Nifty của Ấn Độ cũng đã bắt đầu rút chân hồi phục. Hay Dow Jones hôm qua nó cũng có một phiên nó hồi phục, nó tăng rất mạnh. Hay S&P 500 cũng vậy, hay Nasdaq cũng vậy. Để cho chúng ta có thêm những cái tín hiệu khách quan hơn, có cái tâm lý tích cực hơn từ thị trường toàn cầu, rồi thì anh chị em nắm giữ cổ phiếu trong nước cũng bớt áp lực hơn, đúng không? Tuy nhiên, xác nhận, xác định tham gia đầu tư thì mua cổ phiếu nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Trong cái kịch bản thời gian tới thị trường tiếp tục hồi phục, mình đánh giá ưu tiên hàng đầu
phải kể đến đó là nhóm dòng cổ phiếu chứng khoán, với khoảng 6 đến 10 cổ phiếu top đầu về môi giới thị phần. Từ những cổ phiếu như SSI phiên ngày hôm nay hồi phục rất đẹp, hay VND cũng rất đẹp, hay VCI cũng vậy. Nó vẫn đang đi theo như cái kịch bản mình vẽ ra, đúng không? Anh chị em mà để ý chúng ta sẽ thấy nó test về đường EMA 9 ngày, nhưng mà thủng cả EMA 9 ngày, về đường EMA 20 ngày luôn. Thì phiên ngày hôm nay là một phiên rút chân hồi phục rất đẹp. Hôm trước thì mình có đưa cái kịch bản này, anh chị em thấy không? Khả năng nó sẽ đi men men theo về cái đường EMA 9 ngày, nhưng mà phiên ngày hôm qua nó xác nhận thủng. Phải thủng như này thì anh chị em mới bán ra, chứ không thủng nhiều khi anh chị em không bán ra đâu. Để chúng ta có thêm niềm tin, có thêm những cái kỳ vọng trong thời gian tới với những cổ phiếu dòng chứng khoán hay kể cả HCM, không phải ngẫu nhiên mình lại ưu tiên nhóm dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại đâu. Và riêng thằng cổ phiếu SSI, sáng nay mình có nhắn cho một số anh chị em mua vào ở vùng giá 19.5 khi nó đang vượt lên đường EMA 20 ngày và cũng là đường EMA 50 ngày. Thì đến kết phiên, hầu như là anh chị em mua phiên ngày hôm nay ở cái vùng giá mình khuyến nghị thì đều có cái khoản lợi nhuận. Nên thực ra ở giai đoạn hiện tại, anh chị em có đang nắm giữ những cổ phiếu này, chúng ta không gặp quá nhiều rủi ro đâu. Hôm trước thì mình cũng có nhắn một số anh chị em mua ở phiên mở gap ngày 15 tháng 3. Nhưng mà lên đây thì mình bán mất 50%. Sáng nay mình có mua lại khi cổ phiếu này nó rút chân đi lên được đường EMA 20 ngày. Và đến cuối phiên cũng rất là tích cực, rất là hưng phấn, rất là vui rồi. Mình đánh giá ở cái kịch bản này có khả năng trong phiên ngày mai một số cổ phiếu dòng chứng khoán sẽ lộ trần, quang chứng trần. Có thể là VCI, có thể là CTS hay nhiều khi là thằng FTS. Cổ phiếu này nó điên, khá là điên anh chị em nhé. Và ở thời điểm hiện tại thằng FTS này nó đang cách cái vùng đỉnh cũ khoảng 8%. Và thằng SSI thì nó cách đỉnh cũ là cũng khoảng 8%. Thì đây là những lựa chọn số 1. Còn những cổ phiếu như CTS thì đây là những lựa chọn số 2. Giai đoạn này nó đang cách đỉnh cũ khoảng 10%. Hay kể thằng HCM cũng vậy. Mấy phiên gần đây thì nó quay về để nó test lại đáy. Sang phiên ngày hôm nay thằng này nó quay trở lại ở cái mức ưu tiên số 1 trong cái danh mục khuyến nghị của mình với những cổ phiếu dòng chứng khoán. Nên giai đoạn này anh chị em vẫn có thể nhặt nhạnh, cứ giá giảm giá đổ là mua thoải mái dòng chứng khoán thôi. Khi nào có lợi nhuận thì lúc đó có thể cảm ơn em. Mà mua xong cuối phiên hàng về, ôi có lợi nhuận ngay, thì có thể inbox cho em tham gia vào Zoom khách hàng của em, chuyển ID ủng hộ em cái, anh chị em nhé. Thứ hai mình muốn phân tích đến anh chị em đó là nhóm dòng bất động sản. Thì thằng đất xanh này phiên ngày hôm nay nó đang cũng đang hình thành, chuẩn bị xong cái mô hình vai đầu vai ngược rồi. Có thể sang tuần hoặc một vài phiên tới, nếu như thị trường tiếp tục tích cực, nó có khả năng nếu như nó điên, nó vượt qua ngay cái đường EMA 50 ngày để cho anh chị em mua FOMO vào. Và sau khi anh chị em mua xong, lên đây nó chỉnh cho một hai phiên, và lúc đó lại sợ, lại bán ra. Thì sau khi bán ra xong cái thì chính là thời điểm điểm mua chính cho anh chị em đối với những cổ phiếu như đất xanh hay kể cả thằng Đích. Thằng Đích thì hôm nay mình vẫn đang nắm giữ, hôm trước mình mua ở đây này. Sáng nay thì vẫn lỗ mà, sáng nay vẫn lỗ khoảng 1-2% mà đối với thằng Đích này, hay thằng đất xanh cũng vậy, hay kể cả cổ phiếu Sell. Giai đoạn hiện tại thằng Sell này nó rất là đẹp luôn, và cuối phiên ngày hôm nay nó còn rút chân hướng đi lên. Thì mình đánh giá về khả năng thằng Sell này phiên ngày mai có khả năng sẽ là một phiên tăng mạnh. Nếu như thị trường chung nó đồng thuận thì khả năng phiên ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ có khi nó mở gap tăng luôn. Giống như những phiên này. Nhưng quan trọng sau đó thị trường nó có đứng vững được hay không, lúc đó chúng ta bàn tiếp anh chị em nhé. Còn ở thời điểm hiện tại, anh chị em vẫn nên ưu tiên mua nắm giữ những cổ phiếu mà thị phần, cái giá trị doanh nghiệp của cổ phiếu nó thấp đến gần như là không thể thấp hơn được nữa. Nên giai đoạn này mình không ngại nhóm dòng chứng khoán đâu, và kể cả nhóm dòng bất động sản. Với những cổ phiếu nó đang hình thành xong một cái mẫu hình thì chúng ta gần như chúng ta không có gì phải lo lắng cả, cứ tự tin mà đầu tư thôi, đúng không anh chị em nhé. Thế là dòng bất động sản hay kể những cổ phiếu như SCR cũng vậy. Nhưng mà cổ phiếu này thì cái nền giá hiện tại của nó đang chốc xuống nên mình không ưu tiên lắm. Nên anh chị em cứ ưu tiên cổ phiếu nào nó xây được một cái nền giá tích lũy, nó càng đẹp càng tốt. Hay dòng bất động sản này có thằng CKG này, mình đánh giá một vài phiên tới khả năng nó đi lên là rất cao, và có thể nó sẽ tiến tới vùng giá 25.
để cho anh chị em những cơ hội để nhặt nhạnh mua vào những cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới, về những cái tín hiệu, về những cái chỉ báo kỹ thuật anh chị em nhé. Ngoài ra mình muốn gửi đến anh chị em đó là nhóm dòng đầu tư công với thằng KSB, thì phiên ngày hôm nay là một phiên chính thức vượt qua cái vùng đỉnh ngắn hạn của nó. Tuy nhiên nó hướng ngay tới cái vùng cản hồi tháng 8, tháng 9 vừa rồi, thì có thể sau phiên tăng mạnh ngày hôm nay thì cổ phiếu nó sẽ dướn và có thể nó sẽ vượt qua được vùng 28, 29 trong thời gian tới và đem lại những cái cơ hội cho anh chị em đánh ngắn hạn. Nhưng mà về cái kịch bản tiêu cực thì mình cũng đánh giá có khả năng nó cũng sẽ giống với những cổ phiếu như thằng Dabaco ở giai đoạn này, thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác vì ở thời điểm hiện tại thằng này nó tăng quá nhiều rồi. Nó tăng hơn 100% từ tháng 11 cho đến nay rồi. Nó tăng từ 13 cho đến 26 thì tăng hơn 100%. Nên anh chị em nào mà có mua nhiều chúng ta phải chú ý. Không bao giờ nên mua nhiều ở giai đoạn hiện tại đối với thằng KSB nói riêng và dòng đầu tư công nói chung. Chúng ta nên chờ nó có xây một cái nền giá tiếp tục hay không. Tuy là những cổ phiếu này giai đoạn vừa rồi nó vừa mới tạo thành, hình thành xong một cái mẫu hình biên độ thu hẹp trong một thời gian ngắn, cuối tháng 1 cho đến thời điểm hiện tại là khoảng 1 tháng rưỡi. Nhiều khi nó tăng điên luôn nhá, nó vượt qua luôn vùng cản kháng cự. Nhưng mà mua mới, mà mua số lượng lớn thì mình lại không ưu tiên bằng dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại đâu. Nhưng anh chị em nào mà đánh lướt lát nhóm dòng này thì có thể đánh được với những cổ phiếu như KSB hay thậm chí là PLC, khả năng một vài phiên tới nó cũng sẽ lên thôi. Hay LCG khả năng nó sẽ lên thôi. Hay HHV cũng vậy, nó chưa chết ngay được. Nhưng những cổ phiếu này như thằng HHV này, nó đang khá là giống thằng HCM mà mình đang nắm giữ, cũng như VSA lại có nắm giữ, SA lại có cầm luôn, cái VND có cầm một ít, nhưng mà tỷ trọng nhiều nhất thì vẫn là thằng HCM. Còn lại các cổ phiếu kia thì cầm để nhỡ thằng HCM nó chưa tăng ngay mà mấy cổ phiếu kia nó tăng mạnh quá để mình đỡ tiếc thôi. Nên cứ nhặt ra khoảng 6 cổ phiếu top đầu mà cầm, mà nắm giữ, mà mua thôi. Đúng không anh chị em? Thì đấy là đối với dòng đầu tư công. Rất có khả năng thằng HHV này một vài phiên tới nó sẽ bật tăng và nó tiến tới vùng 14, 14.4, 14.5. Sau đó khả năng nó sẽ tiếp tục nó điều chỉnh. Nên anh chị em mà có mua, có canh mua nhóm dòng đầu tư công thì nên mua trong nhịp chỉnh và canh bán khi nó gặp cản kháng cự. Kể cả những cổ phiếu như KSB, chúng ta nên canh bán khi nó gặp cản kháng cự ở quanh vùng 28.5 đến 29 anh chị em nhé. Đấy là đối với nhóm dòng đầu tư công. Và đối với nhóm dòng dầu khí, anh chị em thấy không, khi thị trường hồi phục nhóm này nó không hồi phục lên được và thanh khoản lực cầu gần như là không có, để chúng ta thấy được là những cái tín hiệu rủi ro đối với những nhóm này nó vẫn còn. Tuy là anh chị em mua ở thời điểm hiện tại vùng 19, 19.5 này này thì khả năng là vẫn có lợi nhuận. Khi trong phiên ngày mai nếu như thị trường nó tiếp tục nó hồi phục thì khả năng là nhóm dầu khí nó cũng sẽ hồi phục đi lên thôi. Hoặc là một vài phiên tới nó sẽ test lại tạo thành cái mẫu hình hai đáy giống như giai đoạn này. Sau đó nó sẽ hồi phục đi lên. Khi mà ở thời điểm hiện tại thì thằng PVD này nó cũng đang gặp cái vùng hỗ trợ khá là cứng hồi giữa đầu tháng 2. Nên chúng ta, anh chị em nào mà chưa kịp bán những cổ phiếu này ra thì có thể canh trong cái nhịp hồi rồi cơ cấu chuyển đổi sang những cổ phiếu nó khỏe hơn anh chị em nhé. Hay kể những cổ phiếu như PVS cũng vậy, như PVC cũng vậy. PVC thì hôm nay nó hồi phục được mạnh hơn, nó hồi được gần 3% khi nó đang quay về cái vùng hỗ trợ khá là mạnh, khá là cứng bên dưới anh chị em nhé. Nên thời gian tới cơ hội vẫn còn rất nhiều, quan trọng là anh chị em có dám đánh đổi, có dám chấp nhận rủi ro để lao vào xông pha nhảy vào thị trường hay không thôi. Nhưng mình đánh giá ngày kia là ngày 23 tháng 3, rạng sáng ngày 23 thì Fed sẽ công bố lãi suất, có khả năng là kỳ này sẽ tăng 0,25% là cùng. Nên chứng khoán châu Âu thì ổn rồi, bây giờ chứng khoán Mỹ, bây giờ nhà đầu tư đang nín thở chờ những cái diễn biến, chờ những cái tín hiệu từ Fed tăng bao nhiêu phần trăm lãi suất, thì lúc đó nhà đầu tư khả năng nếu như mà tăng 0% lãi suất hoặc 0,25% lãi suất thì phiên ngày 23 tháng 3 sẽ là một phiên bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng sau đó liệu đó có phải là phiên bull chắc hay không thì chúng ta lại phải chờ đến phiên hôm đó mới có những cái tín hiệu để xác nhận. Cho nên nếu như mua cổ phiếu thì phải tranh thủ những phiên rút chân đầu tiên, những phiên hồi phục đầu tiên này để mua, chứ không phải là ngày mai nó tăng mạnh lúc đó mới mua. Thì ngày mai mà mua khi mà nó tăng mạnh, mở gap tăng mạnh thì lúc đó lại rủi ro hơn, biết đâu đấy nó lại quay lại để nó test lại đáy lần nữa, có phải là chúng ta gặp nhiều rủi ro không, đúng không anh chị em?
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm dòng thép cũng có thêm những cái tín hiệu tích cực rồi. Trong mấy video gần đây mình cũng có chia sẻ về nhóm này. Anh chị em có thể nhận thấy 4 lần rồi, cổ phiếu Nam Kim nó cứ quay về đường MA 50 ngày là nó rút chân hồi phục đi lên. Và ở thời điểm hiện tại anh chị em cũng có thể nhận thấy là thằng Nam Kim nó cũng khá là giống thằng CTD ở những giai đoạn này. Tuy nhiên giai đoạn này thì thằng CTD nó chỉ test lại 1-2 lần thôi, sau đó thì nó bật tăng rất mạnh. Thì ở thời điểm hiện tại mình cũng đánh giá là thằng Nam Kim nó cũng giống với thằng CTD ở những giai đoạn này. Và thậm chí nhá là thằng KSB ấy, nó giống với thằng CTD những phiên này này. Thì khả năng một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục nó bật tăng và đem lại những cơ hội cho anh chị em. Thì mình đánh giá thằng Nam Kim thời gian tới rất có khả năng những cổ phiếu này nó sẽ vượt qua vùng đỉnh. Và ít nhất là nó phải tiến tới vùng 17.8 đến 18. Sau đó nó có tiến tới vùng giá 23 hay không thì lúc đó chúng ta bàn anh chị em nhé. Và nhìn chung ở thời điểm hiện tại mình bắt sóng tín hiệu đến từ nhóm dòng thép. Nhóm này khả năng tiếp tục đem về những cơ hội cho anh chị em trong tương lai, trong thời gian tới thôi anh chị em nhé. Thì anh chị em tiếp tục ưu tiên nhóm dòng thép cho mình với những cổ phiếu như Hòa Phát, Nam Kim hay Hoa Sen đều được hết nhá anh chị em nhé. Ở thời điểm hiện tại mình vẫn đang tiếp tục mình lọc và cũng đang chờ một vài phiên tới có thêm những tín hiệu để tiếp tục giải ngân và mua những cổ phiếu tiềm năng đem về những cái khoản lợi nhuận nhanh chóng trong ngắn hạn. Anh chị em nào mà giai đoạn vừa rồi đầu tư chưa được thực sự hiệu quả, chưa có phương pháp đầu tư rõ ràng, chưa có ai tư vấn, nhanh chóng chuyển ID về ủng hộ em và đăng ký khóa học. Đầu tháng 4 em sẽ tiếp tục khai giảng khóa học để có thể đem lại những giá trị cho anh chị em tâm huyết với thị trường anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.